Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, ông Đinh Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Phong, huyện Cao Phong cho biết, khoảng 13 giờ ngày 20 tháng 1, tại đầu tuyến đường từ thôn Nam Thái, xã Tây Phong đi xã Nam Phong, xuất hiện một hố sâu nguy hiểm. Đây là khu vực có đông dân cư sinh sống, cách quốc lộ 6 khoảng 20m. Lãnh đạo xã Nam Phong thông tin, điểm sụt lún sau đó tiếp tục lan rộng. Đến sáng 21 tháng 1 đã tạo thành hình chữ nhật có độ sâu 2m, rộng 5m với diện tích khoảng hơn 10 mét vuông. Hai hộ dân gần đó bị nứt tường nhà và xuất hiện nhiều vết nứt dọc hai bên mép đường. Ông Chính cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tại địa phương đã làm rào chắn, căng dây cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân đi qua đoạn đường này. Bên cạnh đó, lực lượng công an, dân quân tự vệ cũng túc trực, theo dõi tình hình và ngăn cản những trường hợp cố ý đến gần khu vực này cũng theo ông chính ủy ban nhân dân hai xã nam phong và tây phong đã sơ tán bảy hộ dân sống gần nơi xảy ra sự việc đến nhà họ hàng người quen để đảm bảo an toàn hiện ủy ban nhân dân xã nam phong đã báo cáo sự việc lên ủy ban nhân dân huyện cao phong và đề nghị huyện lập đoàn khảo sát điều tra nguyên nhân và sớm đưa ra phương án khắc phục